비추고 Gặp lần thứ hai, biết chuyện cô gái cũng là trẻ mồ côi từ tấm bé, được cha mẹ nuôi đưa về nhà khi gặp cô sống vất vưởng sau một trận can của Mỹ, Ngụy. Hai người càng cảm thấy đồng cảm, thương nhau hơn. Bạn bè biết chuyện, ai cũng vun vào, lại còn tấm tắc khen. Ông trời cho chúng mày lấy nhau nên mới tình cờ gặp nhau như thế, có hoàn cảnh giống nhau đến thế, có gương mặt hao hao nhau như thế. Khi cái bụng đã ưng, lòng đã thuận, theo phong tục tập quán của người Hơ Rê, cô sơn nữ Miểu bắt chàng Miên về làm chồng. Hai người về chung sống với nhau hạnh phúc tại nhà người cậu, thôn 6 xã An Trung, rồi sinh hạ người con gái đầu tiên. Đến khi mang bầu đứa con thứ hai, cặp vợ chồng quyết định chuyển về lại mảnh đất ngày xưa cha mẹ người vợ để lại để tạo lập cuộc sống gia đình riêng. Ngày ngày chồng lên rừng đốn củi, săn bắn, vợ lên nương hoặc ở nhà trông con, nấu cơm chờ chồng. Cuộc sống bình yên tưởng sẽ mãi mãi bao trùm lên mái nhà của cặp vợ chồng hạnh phúc. Ngôi nhà của cha mẹ cô Miểu để lại ngày xưa vốn là vùng đã từng chịu nhiều trận bom càn quét của Mỹ Ngụy. Người trong làng ly tán khắp bốn phương. Chiến tranh kết thúc, người làng lẻ tẻ trở về định cư lại trên mảnh đất quê cha đất tổ. Người thì dù đã ở nơi khác nhưng vẫn cố gắng một lần về thăm lại quê hương. 12 năm sau ngày cưới nhau, một ngày đi trên đường làng, anh Miên bất ngờ thấy một người lạ mặt nhìn chăm chăm mình rồi lao đến chặn đường, khóe mắt rưng rưng. Có phải cháu tôi đây không? Thì ra đó là một người bà con của Miên. Sau hàng chục năm bỏ làng vào Nam sinh sống, ngay về quê, chỉ nhìn anh thoáng qua đã khẳng định nó giống bố nó, anh trai tôi như lột. Trời đất đổ sụp xuống đầu khi đưa người chú về nhà, vừa chỉ vào vợ giới thiệu, vợ cháu đây. Người chú đã đứng như trời trồng. Trời ơi con Miểu! Người run lại bẫy, ông chú mất hồn, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Có tội với trời đất rồi các con ơi, vợ chồng chúng mày là chị em ruột đấy. Hết hoảng hồn, đau đớn, căm giận, rồi cảm giác bán tín bán nghi, người chồng quyết định đi lại các nơi để xác minh sự thật. Ông Miên kể lại, khi biết tin, không tin nổi vào tai mình, tôi đã cất công lặn lội mấy ngày trời, đi bộ sang làng cũ để hỏi về bố mẹ nuôi, xác minh lý lịch và dò hỏi các bô lão trong làng về thân phận thật. Rồi tôi lại sang nhà mẹ nuôi của vợ, gặng hỏi từng chi tiết. Ráp nối các tình tiết giữa kiện lại với nhau, mọi người có thể khẳng định 100% họ là chị em ruột. Đó là lý do khiến khuôn mặt họ giống nhau như đúc, chứ không phải duyên trời định như ngày mới gặp nhau lầm tưởng. Ông Miên kể lại, lúc ấy tôi tưởng như không thiết sống nữa, tôi đã phạm một cái tội tày đình, không thể nào tha thứ được. Nhưng nghĩ lại thương chị, cũng chính là thương vợ, và hơn hết thương hai đứa con, mọi chuyện đã lỡ mất rồi. Ở khắp nơi vang dậy tin đồn, những sự ghẻ lạnh, sự phê phán, chửi rủa, xa lánh khiến tôi chán nản. Tôi vừa chống chọi với nỗi đau khổ vì số phận oan nghiệt, vừa đối diện với lương tâm của mình, trước vong hồn cha mẹ đã khuất và trước miệng lưỡi của dân làng. Có lúc nghĩ mình đã kiệt sức, suy nghĩ khiến đầu đau như búa bổ và muốn ngủ thiếp đi rồi không trở dậy nữa. Số phận trớ trêu, tôi và bà ấy đã có hai đứa con, giờ con nói gì thì sự việc cũng đã như vậy. Tôi đau đớn lắm vì gặp phải nghịch cảnh của số phận như thế này. Nhưng tôi không thể bỏ mẹ con bà ấy được, không có tôi họ không thể nào sống. Nhắc đến chuyện cũ, đôi mắt ông rưng rưng ngấn lệ, khuôn mặt với những nếp nhăn nheo ép lại vào nhau hằn lên. Không chỉ là nỗi đau với gia đình vợ chồng Miên Miểu, sự kiện này còn là một thảm họa với buôn làng, với người dân tộc Hơ Rê thì loạn luân là tội tày đình. Làng sợ rằng họ sống với nhau sẽ gây họa cho cả làng, khiến mùa màng thất bát, dịch bệnh chết người. Và họ tin rằng phụ nữ sẽ sinh ra những đứa con mang hình dáng quái thai. Họ cho rằng vợ chồng Miên Miểu sẽ mang đến những điều không may, xui rủi cho cả làng. Những ngày ấy, dân làng sống trong nỗi nơm nớp lo sợ và lây. Dân làng quyết định mời một thầy cao tay nhất vùng về cúng heo gà, làm lễ cúng to nhất trong lịch sử để xua đi con ma đang ám trong người hai chị em. Đến bây giờ, già làng Đinh Văn Bê, 73 tuổi, vẫn nhớ chuyện cũ. Sự việc xảy ra đã khiến cho cả làng sợ hãi, sống trong nỗi nơm nớp lo sợ. Bà con phản ứng gay gắt, phản đối không cho hai chị em ở chung. Vì phong tục tập quán của bà con người Hơ Rê, ta không cho phép làm như vậy. Hành động loạn luân là trọng tội.
chị em ruột cùng huyết thống không được lấy nhau, như thế là giày xéo lên tập tục của làng, sẽ mang họa cho làng, đồng thời họ sẽ sinh ra những đứa con không nguyên vẹn. Thuyết phục không được, chửi bới không xong, có nguyên rủa thì vợ chồng ông Miên bà Miễu vẫn ở với nhau. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Sau nhiều đêm họp bàn nát nước bên đống lửa, nhiều ngày bỏ nương bỏ rẫy, tìm cách tách cặp vợ chồng loạn luân ra mà không được, làng đi đến một quyết định lịch sử. Cả làng rủ nhau di chuyển làng đến nơi khác sinh sống. Dân trong làng tập trung khiêng nhà sàn xuống vùng phía dưới, cách xa ngôi nhà của cặp vợ chồng phạm tội loạn luân nhiều cây số để tránh điềm không may. Ngôi làng trở thành làng chết, chỉ còn trơ trọi lại ngôi nhà của cặp vợ chồng chị em. Dân làng chưa buông tha, thấy cặp vợ chồng biết việc mình mắc tội loạn luân nhưng vẫn sống chung với nhau, mặc cho sự phản ứng của dân làng, cả làng không ai là không tức tối. Truyền thống của người Hơ-rê ta có cả ngàn năm nay, vậy mà chúng nó không chịu tuân theo hay sao? Chúng nó coi thường cả làng hay sao? Sự việc ngày càng căng thẳng khi người dân kéo nhau tới cơ quan chức năng, đòi chính quyền phải giải quyết, không cho hai chị em sống chung với nhau nữa. Những cán bộ có thẩm quyền choáng váng, không tin nổi vào tai mình và ngay lập tức mở những cuộc vận động. Già làng đến nói vẫn không nghe, những người bà con thân quen đến khuyên nhủ vẫn không được. Cán bộ đến cấm đoán vẫn trơ trơ. Thôi thì đã dùng tình hết lẽ mà vẫn không được thì phải dùng lý, dùng luật để xử thôi, một bô lão trong làng nhớ lại. Năm 1988, phiên tòa hình sự lưu động xử vụ án loạn luân được mở ra tại xã. Toàn bộ dân làng từ đứa bé ẵm mửa đến các cụ già lụ khụ đều đến theo dõi. Chưa kể hàng trăm người dân đồng bào dân tộc các vùng lân cận tò mò với vụ án kỳ lạ đến cả đời người chưa chắc gặp một lần. Chủ tọa phiên tòa phân tích, luật đã quy định những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra thì không được lấy nhau. Cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai. Anh chị em con chú con bác, con cô con cậu con dì là đời thứ ba. Vợ chồng ông Miên bà Miễu đã vi phạm luật pháp của nhà nước. Mặc dù là chị em ruột, nhưng ông Miên bà Miễu đã chung sống với nhau và sinh ra các thế hệ con cái. Đồng thời khi phát hiện sự việc, vợ chồng không chịu cách ly, từ bỏ mà vẫn tiếp diễn mối quan hệ này. Theo luật hình sự thì đó là tội loạn luân và người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Thế nhưng như nước đổ đầu vịt, đứng trước phiên tòa, người em trai vẫn cố cãi sống cãi chết. Dù cán bộ có bắt tao ở tù thì cái bụng tao vẫn thương nó thôi. Lỡ có hai đứa con rồi, dù chết tao cũng không bỏ nó, không sống xa nó. Trong phiên tòa hôm ấy, hội đồng xét xử đã khuyên giải cho đôi vợ chồng hiểu về phong tục, đạo đức để họ có thể hiểu rằng luật pháp Việt Nam không cho phép anh chị em ruột cùng huyết thống trước đời thứ bốn lấy nhau. Trước những lời khuyên giải ấy, bị cáo vẫn một mực ngoay ngoậy lắc đầu. Dù có chết, tao cũng không bỏ. Người vợ trong phiên tòa cũng ngất lên ngất xuống khi nhất quyết không chịu từ bỏ người chồng, người em trai của mình, đòi níu lấy người chồng, người em đứng trước vành móng ngựa. Tôi không cho mấy cách ly, chúng tôi không cố ý vì cha mẹ mất sớm, chúng tôi không nhận ra nhau nên mới xảy ra chuyện này. Nếu còn một bố hoặc mẹ thì không như vậy đâu. Bây giờ chúng tôi đã có con nữa. Không thể bỏ được, có chết cũng không được, bà Miễu ngậm ngùi kể lại. Kết thúc phiên tòa năm ấy, bị cáo Miên nhận mức án 2 năm tù giam. Ông Miên tâm sự, thật sự lúc đầu tôi cũng muốn bỏ bà ấy lắm vì nhục nhã và đau khổ quá. Đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le đau đớn như vậy. Nhưng bây giờ tôi bỏ chị thì chị không thể lấy ai khác. Một mình hai đứa con, bà ấy không thể nuôi nổi, đó là con tôi mà. Tôi thương chị vì đó là chị và là vợ tôi, đã lỡ lầm rồi thì thôi. Bây giờ chị tôi không thể nào lấy bất cứ một ai khác vì đã phạm tội tày trời này rồi. Bà ấy chỉ có đường ở vậy mà thôi. Dù tôi có lấy vợ khác cũng không thể nào hạnh phúc được. Mỗi lần có chuyện gì, vợ mới sẽ đem chuyện đó ra nói thì nhục nhã lắm. Như thế thì tôi và chị sẽ bị xúc phạm, mất hết tình cảm đã có. Thôi thì... Nói rồi ông bỏ lửng giữa câu, quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía dòng sông, nước chảy xiết như lòng người. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.